con trinh đều đẹp đó. Ôi bên đông à, bên bên nữ họ thủ chắc. Ôi đẹp hơi quyền bên ý quyền đúng không? Ôi trời. Bảy hai. Ở mô. Mày un cả nhà nhà em muốn quay rồi. Điệp vào đôi. Quá như đôi gì. Quá sẵn quá. Đúng rồi. Bên đi bắt được một thấp quá. Xem này chị mời em lại có được không? Làm quả đây. Đó này đó. Gần ấy mà. Thiếu điều đó. Rồi đâu em. Một mặt tốt. Điểm đấy. Ở đội điểm của bây giờ 9, 3. Bắt cá lên máy ơi. 10, 3. Giáo ngược quá đi. Hỏi lên tập lên tập lên đánh bóng tốt, đội lượt cho phương hợp 11, 4. Đảo ơi ra sao đảo ơi. Điểm đánh của Minh Nhật 12, 4. Chỉ vì em nhảy có lên nữa mà nhảy cho vui lắm. Điểm đánh của Minh Nhật 12, 4. Thầy trưởng đâu? Thầy trưởng? Học sinh có thấy đâu? Thầy đây, lại đừng quay cho học sinh có đánh lên nữa. Đây, bắt đi. Kì ơi, bắt lên chỗ này này. Điểm đánh của con người đi đâu 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 đ
chân thần. Chị mất một bản em mất một bản. Mình mày 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 Đang chuyển lại đò để chạy một đám thì chuyển lại đò đi. Mười bốn. Đồ đầu, lên. Quay. Mạch. Điều đánh cho bây giờ. 18. Em biết là hố. Ngoài nè, ngoài. Ngoài mày cứ ngoài mình không? Không ai được biết là sao mà. Cân lưu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đây là một cái bình hợp 19 đầu má rồi đấy. Ăn cái bằng mềm á, có mềm mạnh hơn là cô đi mà. Được bóng cái bình hợp 20 đầu. Đánh bóng tốt. Địa điểm của con người 8-20. Đánh bóng con người 9-20. Bắn bóng ra ngoài, điểm bóng cho con người 10-20. Điểm bóng cho con người 11-20. Bây giờ thì sẽ được khởi hồi làm thứ nhất. Đội điểm cho Minh Hợp 21-11. Con lưới
Đó, đó, đó. Quá mà chưa quá mà có cái hàng dày. Đâu rồi chúng ta đội điểm cho người 12 22 đội điểm cho người 12 12 bỏ nó vào chạy nha chạy lên một bóng tốt đội điểm của con người 13 22 đội điểm của con người 14 23 tôi được tôi có công việc hai tư đi bộ đội điểm cho con lời 15 24 vịt tân vòng đây thua thì thua quả chứ đánh bóng ra ngoài đội điểm cho con lời 16 24 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.